Có thể hay
Tôi xin lỗi là tại phiên tòa, nhưng mà tại cơ quan điều tra thì bị cáo lại khai rằng là Dương đưa tiền cho bị cáo đi mua hóa chất. Vậy cái nội dung khai nào đúng? Là thật sự ra là Dương đưa tiền cho bị cáo đi mua. À, thật sự là Dương đưa tiền bị cáo đi mua, phải không? Dạ vâng. Bị cáo về đúng không? À, là... qua cái phần xét hỏi thêm của hội đồng xét xử tuyên bố tạm biệt vào để hội ý giao trả bị cáo cho các đồng chí công an. Xét xử điểm theo quy định hai theo lời khai của Lê Dương Giang tại các luật số 527, 549 thì Giang khai rằng Vũ Hoàng Anh Ngọc biết Giang và Bạch Thị Tuyền mua bán ma túy tại biên bản quy định hai cũng bảo tại các quốc lộ 703, 705 Ngọc khai rằng Ngọc biết Dương mua bán ma túy biết gói đồ mà Nguyễn Thu Huyền lấy trong phòng của Giang chung ở trong căn hộ với Huyền là ma túy. Do vậy cần làm rõ Ngọc có biết Dương cần làm rõ Ngọc có biết Dương và Giang Nguyễn Thu Huyền mua bán ma túy với nhau hay không để làm căn cứ xác định tội danh xử lý đối với Ngọc chính xác. Ba, hành vi trốn khỏi nơi giam vào ngày 3 tháng 11 năm 2010 của Văn Tiến Dương, Lê Hồng Hạnh, Trần Văn Tài và Quốc Thành, Mã Thành Cương xảy ra tại trại giam số 4 nhà giam K1 tỉnh Thanh Hóa. Thuộc trường hợp có tổ chức nhiều người tham gia có bàn bạc trước kế hoạch chuẩn bị trước công cụ phương tiện vân vân. Tòa nhân dân huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa đã kết án Lê Hồng Hạnh, Trần Văn Tài và Đoàn Quốc Thành về tội trốn khỏi nơi giam theo điểm A khoảng 2.311 Bộ luật hình sự năm 1999. Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM truy tố Dương về tội trốn khỏi nơi giam giữ theo khoản 1.311 năm 1999 là chưa đúng quy định luật pháp và có mâu thuẫn với tài liệu của đề trọng. Do vậy cần xem xét lại điều khoản truy tố Dương của tội danh này. 4. Xác định rõ số tiền thu lợi bất chính của từng bị cáo trong quá trình gây án để làm căn cứ truy tố nộp ngân sách nhà nước. 5. Làm rõ bản án số 12 ngày 24 tháng 4 năm 2018 của tòa nhân dân huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hóa xét xử đối với Văn Tiến có hiệu lực hay chưa để làm căn cứ tổng hợp hình phạt. Trong hồ sơ có bản án số 12 ngày 24 tháng 8 năm 2018 của tòa nhân dân huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hóa bị chưa đồng nếu có hiệu lực thi hành. 6. Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra thu giữ được các hóa chất như nitrit chính phát, cà phê in, magie, thủy ngân và đo cồn. Tuy nhiên, theo quy trình sản xuất ma túy và các bị cáo khai trình không có đề cập đến việc sử dụng các hóa chất này. Do vậy, cần làm rõ các bị cáo đã sử dụng các hóa chất này để làm gì. 7. Làm rõ các hóa chất thu giữ được trong vụ án có giá trị như thế nào và sử dụng được hay không để làm căn cứ truy thu hoặc là tiêu hủy. Tôi xin lỗi. Thay mặt hội đồng xét xử thẩm phán trưởng của các bị cáo nêu giao trả bị cáo các đồng chí công an. Thank you.
Đây giữ gìn sức khỏe nhá. Anh Thành ơi, cố gắng lên nhá. Cố gắng lên nhá. Anh ơi cố gắng lên nhá. Đường còn dài lắm nhớ nhá. Chụp cái gì vậy? Chụp cái gì vậy? Chạy đi. Đem đồ lên trước đi. Đem đồ lên trước đi.